sẽ soi của em thì em hãy ngước nhìn về bên đây. Cớ sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý? Em xem anh là nơi anh thích thì đến đâu thì em có bao giờ nghĩ là anh đến đâu bao năm tháng? Anh không hề hóa trách hay níu kéo em dù nửa lời, bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi nắp sau những mong muốn nhất thời của em. Sao những mong muốn nhất thời của em vậy thôi.